người thì hôm nay Trinh với ông xã Trinh sẽ hôm nay sẽ dẫn Trinh đi cái tàu điện ngầm đi tham quan tàu điện ngầm xung quanh thành phố New York từ Manhattan qua Brooklyn đó. Thì Trinh chưa có đi tàu điện ngầm lần nào hết, thì hôm nay ông xã Trinh sẽ đưa Trinh đi tham quan như vậy. Bây giờ thì Trinh sẽ lấy xe và để đậu xe ở where we park it? We're gonna park in Manhattan in Greenwich Village. Okay. Where I grew up. Oh, ông xã Trinh sẽ đậu ngay chỗ cái nơi mà nhà ông xã Trinh lúc trước á, là ông xã Trinh là sinh ra và lớn lên ở Manhattan. Also, the car will be a little safer there. Và để đậu xe đó thì nó sẽ an toàn hơn là Bronx. Đó, nên là bây giờ Trinh với ông xã đi lại đó đậu xe và đi tàu tham quan xung quanh hết. Thì Trinh cũng rất là đi tới thích đi tham quan tượng nữ thần tự do, nhưng mà ông xã nói thôi lần sau khi dịp qua lại thì đi, còn nếu mà không kịp thì bữa nay đi được thì đi, mà không kịp thì lần kế tiếp mà đến đây đến New York thì Trinh sẽ đi thăm tượng nữ thần tự do. New York cực kỳ lớn, nơi hội tụ trung tâm mua sắm, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật đều hội tụ về New York, ở New York hết. Rất rất là lớn. Ông xã Trinh nói lúc trước lúc mà Giuliani rồi cái vụ kẹt xe thì bạn của ông xã Trinh ở New York thì những người đó họ nói là có hai lý do đó. Một, thứ nhất là họ không có trả tiền nhà, tới bây giờ họ vẫn chưa trả tiền nhà nha, thì cũng được 2 năm rồi đó mà họ đâu có trả tiền nhà, họ lấy tiền đó họ mua xe. Còn cái lý do thứ hai là bây giờ trên tàu điện ngầm á, tội phạm nhiều lắm, họ không có dám đi tàu điện ngầm, nên là họ sắm xe họ đi, nên là đường kẹt xe dữ lắm. Ông xã Trinh nói là lúc trước thì thời mà của ông Giuliani thì được hơn bây giờ, sau này là tới ông Bloomberg, xong rồi tới gì De Blasio là cái New York nó bị xuống cấp. Hồi đó New York không, thời mà ông Giuliani là không có tội phạm. This is the stupid liberals did this. Fucking morons. Và như người bạn của mình nói, bây giờ kẹt xe quá trời kẹt xe, mấy năm nay thì kẹt xe nhiều nhất. Xe nhiều, người bạn Trinh có mấy người bạn mà hồi hổm Trinh có đi ăn chung á, là họ có mỗi người có ví dụ như một căn cái tòa nhà là khoảng 8-9 căn hộ trên đó, thì họ không có lấy được tiền nhà, tiền thuê nhà mọi người. 8-9 căn hộ đó cho thuê, mà từ khi mà dịch Covid tới giờ là chính phủ họ không cho lấy tiền nhà, nên là người bạn trên nói là đó là lấy tiền để mấy người mà thuê nhà đó, người ta lấy tiền người ta mua xe nhiều lắm. Người nào cũng xe mới xe xịn không à, mà đâu có trả tiền nhà được, mà đâu có làm gì được, chính phủ họ không có cho lấy tiền nhà. Đây bây giờ Trinh với ông xã đang đậu xe xong rồi thì đi bộ lại cái góc đường chỗ này mua pizza một miếng này là bốn đô mấy, 5 đô đây. Better than Texas. New York pizza. Okay, you eat first. Ok, này góc đường bên này. Ngay chỗ Manhattan. Greenwich Village. Yeah. Ok. Makes a difference. You have to see it neighborhood. You eat? Maybe I'm waiting for you to take a bite. Yeah.
Now you pay. Oh. This way. Fast, okay. Đây thì bây giờ ông xã Trinh đã mua vé xong, mua vé vào bên trong cái ga tàu điện ngầm. Đây là bên trong. Thì hôm nay cái vụ tàu điện ngầm thì Trinh cũng hồi hộp, nhưng mà hôm nay kệ nó ráng đi, tại vì có vụ xả súng ở trên tàu điện ngầm bữa hôm trước đó, mà Trinh cũng thôi ráng đi để cho biết đó và quay lại cho mọi người xem. Đây thì Trinh với ông xã sẽ đi về cái ferry, cái bến tàu Lai Munich là khoảng 9 phút đi trên tàu điện ngầm, khoảng 9 phút rồi. Bây giờ thì Trinh đã đi vào bên trong. Đây là cái ga tàu điện ngầm đó, những cái đường sắt đó, là mỗi đường sắt là mỗi cái tàu họ đến và đi, rất là nhiều đường sắt. Thì không biết cái bến này giờ này là giờ trái giờ hay sao, cũng thấy cũng ít người đi. Và chắc có lẽ thôi, cũng nhiều người cũng lo ngại về cái vụ xả súng. Đó thì ở đây Trinh đang đợi, thì có cái tàu bên kia nó đã đến cập bến. Ở đây khoảng vài phút là có một tàu cập bến. Họ nó đi ra vô liên tục, rất là liên tục và rất là ồn. Thì tàu điện ngầm thì giống như là tàu xe lửa của mình vậy đó, giống như tàu lửa của mình vậy đó. Cũng cái đường ray nó cũng đi chang vậy luôn, cũng chạy xình xình vậy đó, chạy rất là nhanh. Thì Kinh Dông xã thì đang chờ cái tàu chuyến của mình tới. Đây là cái chuyến tàu của Trinh đã tới rồi đây, thì chuẩn bị bước lên tàu. Nói chung là dân người dân New York họ đi tàu điện ngầm rất là nhiều, họ đi rất là nhiều, người di chuyển bằng tàu điện ngầm rất là tiện lợi. Bây giờ thì Trinh Dông xã bước vào bên trong tàu điện ngầm nè, cũng không có đông khách lắm, đưa thưa, và cũng có một vài người vẫn còn mang khẩu trang. Nó tàu bây giờ bắt đầu đi chuyển bánh rồi, rời bến đi. Thì đi tới mấy chỗ ông xã Trinh có kế hoạch là đi lại cái Island Ferry, là cái chỗ cái bến tàu, cái bến phà và đi qua cái đảo Island gì đó, qua bên cái qua bên đó để đi cho biết, đi cái phà để cho biết. Cái phà rất là lớn, cái phà đó cho ông xã Trinh nói là rất là lớn. Thì cái phà đi tàu, mình đi tàu điện ngầm thì mình tốn tiền, Trinh với ông xã đã tiền, còn đi phà là miễn phí nha, phà là không có tốn đồng bạc nào hết. Đây thì tới cái bến dừng khác thì họ cũng có một vài người đi xuống và một vài người đi lên, cứ vậy đó, lên xuống rất là nhiều, nhộn nhịp. Đây thì còn trống rất là nhiều, thì họ ngồi xa ra thay, không cũng có một vài người không đeo khẩu trang. Because the buildings all wrecked, all these stations here. Mm-hmm. How many seconds they open the door? Five seconds? I don't know how long was that. I don't know how much of a hurry there is. Đây thì bây giờ Trinh với ông xã đã bước xuống tàu, đã tới cái bến lại cái chỗ mình muốn đến là Sao Ferry. Thì bây giờ Trinh với ông xã thì có kế hoạch là đi lên đi qua cái island đó, đi qua cái phà đó, đi qua bên island. Thì bây giờ Trinh với ông xã sẽ đi lên lầu và đi qua cái vô đứng chờ trong cái trạm phà đó. Nên là lên đây Trinh coi thử, thì Trinh sẽ làm cái video về cái
qua cái phà đó cho mọi người xem sao, tại vì Trinh không có muốn, tại vì nó dài, video nó dài quá thì Trinh không tin, Trinh muốn cắt nó ra nó cho mọi người dễ theo dõi đó. Thì Trinh sẽ quay sơ ở đây và Trinh sẽ quay cái cảnh qua qua bên cái island để cho mọi người xem sao nha. Đây thì bây giờ Trinh với ông xã đi lên tàu, đi lên lầu cái trạm, cái trạm tàu điện ngầm này rất là lớn, lên lầu xuống lầu, nói chung là phải biết mình đi hướng nào và mình phải tìm cái hướng nào mình đi, mình đi về cái trạm nào thì mình đi mới đi chính xác được. Còn không thì nó như cái sân bay vậy, nó rất là rộng lớn và nhiều cổng, nhiều ngõ này kia, nó rất là rộng lớn. Nếu như mà trên đi một mình chắc có lẽ trên cũng không có rành lắm đâu. Thì bây giờ ông xã trên đang dần vô và hỏi cái vụ phí thẻ đi tàu gì đó. Đây là vô trong South Ferry Station, là cái trạm, cái trạm tàu, tàu thủy, cái trạm phà đó, để qua bên cái island này, qua bên cái đảo bên kia cũng thuộc về tiểu bang New York. Bây giờ nhưng mà thì đi nó, qua một thì cái Trinh đã nói nhiều lần rồi đó, cái New York nó sông, nó cái địa hình rất là có nhiều island, rất là nhiều đảo, nhiều sông này, nhiều biển, mới tại nó nằm ở ngay chỗ cái cửa biển. Tâm nào I want to picture đấy. Biết chưa? Đây là ở bên trong thì Trinh lên lầu và sẽ đứng đợi để vào bên trong, để vào để đi qua bên cái đi lên cái tàu, cái phà đó đi qua bên cái island. Thì Trinh quan sát thì rất là nhiều người đi vào bên này, không biết ở trên này có nhiều người hay không. Wow, lên đây cực kỳ đông luôn. Ở trên này cái trạm của bến phà, cái bến phà mà công nhận nó lớn luôn mọi người. Nhìn như là một cái sân bay luôn á. Wow, trời ơi, đó đằng đó một cái cửa, bên này cũng có một cái cửa quá trời lớn luôn. Cửa ra vào rất là nhiều. Cửa ra bến tàu rất là nhiều, chắc nhiều tàu lắm đây. Nhiều phà qua lại giữa cái đảo này với lại New York nè. Bây giờ thì Trinh đã vào xếp hàng được để đi vào bên trong để lên cái phà. Wow, quá trời đông luôn. Nhìn giống như là một sân bay luôn vậy đó, quá trời lớn, quá trời đông luôn ha. Wow, rất là nhiều người tấp nập đi qua đi lại giữa cái đảo này. Đây là ông xã cho nói là hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Ở cái bến phà này qua bên kia là hoàn toàn miễn phí đó. Cái bến phà này giống như là cái phà này giống như là cái huyết mạch để giao thông qua bên này, đi qua bên cái đảo bên đó, họ đi làm việc, đi du lịch rất nhiều người. Nếu không thì mình chạy xe thì cũng lòng vòng là ra xa chứ không có gần để đi qua được Manhattan bên New York này. Đó, ok, video của Trinh đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn mọi người ở video clip tiếp theo và đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp Trinh Cuộc Sống Mỹ nha mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và thật may mắn. Thì cái video để qua bến phà Trinh sẽ làm sao nha. Tạm biệt mọi người.